Sân vận động Thái Nguyên mới đang được xây dựng tại xã Phúc Triều của thành phố Thái Nguyên. Theo đơn vị thi công, các hạng mục xây dựng đang đạt và vượt tiến độ đề ra. Hiện tại, nhà thầu đang tập trung thi công hai khán đài phía đông và phía tây. Đây là hai khán đài lớn nhất của sân vận động với thiết kế 2 tầng có mái che. Sân vận động Thái Nguyên mới được khởi công xây dựng vào tháng 10 năm 2022 với kinh phí xây dựng hơn 535 tỷ đồng. Với sức chứa 22.000 khán giả, đây sẽ là sân vận động lớn nhất khu vực Trung Du Bắc Bộ sau khi hoàn thành. Với tiến độ như hiện tại, chủ đầu tư và nhà thầu thi công tự tin đưa sân vận động vào sử dụng từ tháng 10 năm 2024.